Tôi về nhà được chứ? Ừ. Này, chính một đây, tình trạng khẩn cấp của bạn là gì? Tôi cần xe cấp cứu. Tôi phải đi, tôi không thể ở lại. Tôi xin lỗi. Chuyện xảy ra ở điểm dừng giao thông tối qua đang được tiến hành điều tra như một vụ giết người tàn bạo. Tôi đang cố gắng theo dõi một anh bạn trẻ, người có liên quan đến vụ tai nạn tối qua. Chuyện đó liên quan đến vụ nào thế? Cứ nói cho tôi biết cô tìm thấy gì. Hắn đối mặt với án 20 năm đến chung thân chỉ vì vụ này. Vụ này, tôi đã tìm thấy vài từ khóa trên mạng. Nó liên quan đến một chuỗi các vụ giết người chưa được giải quyết. Cô nghĩ cái này là một kẻ giết người hàng loạt? Từ đạo diễn của Chống độc quyền, anh sẽ là công tố viên của tôi hả? Đúng thế. Và đồng tác giả của Chuyến bay kinh hoàng. Tôi không làm gì hết, tôi vô tội. Tôi rời chỗ làm lái xe đi. Anh chưa bao giờ ra ngoài lái xe lên quanh buổi tối sao? Giải thoát khỏi tội lỗi. Trong một diễn biến bất ngờ của vụ việc, công tố viên đã dừng vụ điều tra chống lại Clinton Davis. Chuyện gì làm anh bận tâm thế, Mitch? Tôi giải thích được thì tôi sẽ làm. Và chuyện gì đã xảy ra với cả tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy? Có lẽ anh ta sẽ tự đầu thú. Anh sẽ làm thế sao? Bị đè nặng bởi chứng cứ, nạn nhân lao vào chiếc xe vì anh ta đang cố chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Davis, người đang hành hạ anh ta. Tôi biết anh đã làm gì. Vậy mà cảnh sát vẫn chưa được gọi đến. Anh nghĩ điều đó nghĩa là gì, Mitch? Tôi không để anh thoát khỏi chuyện này đâu. Ừ, anh sẽ để đấy. Nếu không, tôi sẽ hủy hoại anh. Dominic Cooper, hắn ta đột nhập vào nhà tôi, ăn cắp công cụ của tôi. Tình trạng khẩn cấp của bạn là gì? Anh ta cố giết tôi. Tất cả mọi thứ dẫn trực tiếp tới anh. Diễn viên được đề cử giải Oscar Samuel Jackson sẽ thế nào nếu lại có một vụ giết người khác xảy ra khi đang bị tạm giữ? Đó là một bước dài tiến đến việc chứng minh anh vô tội, xóa đi những mối nghi ngờ về tội lỗi của anh. Anh ở đâu, Davis? Gia đình là một thứ quý báu, Mitch. Sự trống rỗng của tôi, nỗi đau của tôi, anh sẽ hiểu cảm giác của tôi như thế nào. Lần theo tội ác,